tai vừa nghe người bài phân tháng tốt kinh tâm với người tống đương kiều âm thầm mưu toan ban sàng hà mặc cho người dân sống trong điều tàn âm mưu dối gian chiêu hình pháp rơi đầu bất xác tàn hồn quyết diệt ác điên gian người toàn tình điều qua hai người câu kết tư thông cùng bàn thông lòng một lòng trừ ngại tống nguyên nhân giữa cung vàng địch thanh phủ phục phải kiên thiên nhang cầu long thể vạn an chúc phong trào hưng thịnh địch thanh to gan lòng ngứa cơ cầu mưu gian trá hồng qua mắt ta ngu mù giam đầu kinh lần mong thanh quân phan hồng niềm tin vì sao mi dám trao cờ trần châu sấm vàng chớp vàng từng cơn giang xuống thanh thường xét soi cớ sao châu kỳ không lên ô bệ hạ hả một cặp cha ngựa mơ thay dù ốc gan dùi lấp bùn này hầu thánh thọ đèn rồi soi tất cả im đi ai nói chân châu kỳ ở đâu vui xin thanh quân xếp soi thân hàm quan loài tạc tư gian thần mưu gian ca thâu tóm linh kỳ dù tên phép sư ban tâm không hề quan trách thiên nhạc làm sao có nói rằng đem ra pháp trường hành hơn khai đi xin thanh hoàng hiểu rõ lòng thần hiểu rõ lòng ngươi à ban thừa tướng giải địch thanh đến pháp ti chậm giao cho thanh hoàng quyền tra xét xin tuân lệnh thao võ quân khai phong phủ bao long đồ kiên gia tuyên nhập bảy kim thiên nhang bình thân muôn đâu bệ hạ ngưỡng mộng trên người phấn đồ thẩm tra chánh tà minh bạch
Tây hạ lòng giả đổi thay, kẻ gian đánh lừa Tống Quốc để gây tội chúa phong tình. Dùng nghiêm hình theo quân pháp, bất tương tài khi quân địch tiến. Lấy ai trong ngăn biển thủy? Đại địch thanh ba năm nói huyện Du Long Nhược. Thanh hoàng giảng tuế. Tay nâng chén rượu đào ngào ngạt.
thường không có hơi men dân trào chỉ can thường sôi hùng tâm nấu nung xa trường chém tan quân thù mang tình thương đến muôn dân mờ xoa quán thắng à. Công lý răng trừng phường gia tầm kết sức chung giải lược dầm sông to sang bờ Cúc và Ngô đứng lên tiêu diệt soi lan người đào Nguyện thắng gươm chém tàu A Mang biết tài triều tứ à. Sao lại nói hai lời? Thông phụ! Không biết! Thông phụ! Ta cam kết như quyết không giao hòa tâm bàn lũ vàng tham gieo đình hoàng cho dân lành chung cùng vui chết đi không bao giờ phản quê nhà quân ta tâm hơi lan yên đừng đến ngó trong bao người đây thương đó mới giúp giao qua cùng tông bàn cơ sao nãy về hoàng thượng chưa nơi này thương đó nương thế nhà họ sao kinh thường khe thần đoàn gia chẳng tha tiện tỳ vong mất này xem lưỡi gươm của ngã ta sống trong điều tàn bởi quân xâm loạn dẹp diệt thắng thề bể vô gây bài ôi cao dài dùm dùm thương rưới ban phép linh cứu an trăm họ luôn tay tệ nước non ngập tràn trong tay nàng kia thiên cao chỉ con soi lòng kẻ nhớ sanh linh thoát qua hai hùng tiêu quân thù nào trang nghiêm trung hiên ngàn cứ an quân dần dám hy sinh tấm thân đương đầu đuôi quân bao ta tấu bể hạ thánh chúa đừng kinh tâm xin đừng kinh tâm xin đừng kinh tâm chúng thần nguyện hy sinh tâm nguyện hy sinh tâm nguyện hy sinh đem thân cứu dân chung lưng trong quân thù dù ta hơi lòng không sờn lòng trước kim loan thần vì xin tâu đám đương binh hùng trừ hung nô làm cái dấu mai còn thủ mi hào hùng kính e canh vào dọc tai ương quá nhân co mà chịu theo khanh hay là ta nên quy hàng vì thương dân mà qua không nhường biên thùy ta tiến quân còn ngươi nếu như ương quay về nơi đất thiêng lời truyền ra nào cùng ta phá thành tông bang đúng tại đâu thank you.
dừng tay nghe nói nỡ đằng sau anh dứt ly tình. Xin hãy tha vĩnh viễn tôi tình nên xóa. Nó là bạn thả dương gia về đứng đoàn mũ thắm ân hỏi về nơi bóng ban em còn rung chứ đâu gian nào cuối thăm ân tứ mang này. Thôi hãy im đi ta chẳng dung tình thề quyền không tha con người trong mình qua quá. Xin hoàng huynh nghĩ tình bích ly em thầm yêu tiên cung. Thôi mì mau kiếp các đức ân tình với liền đó. Nếu như cương quyết sao anh nhẫn tâm chia tình em cung này cam chết lùi ra không đại đạo lùi ra không lùi ra không thì xem ta thắng tay. Trời, đại huynh, anh đã giết lầm thiết cung rồi. Thiết cung. Thiết cung. Đơn đào nước mắt thâm tình nuốt lệ tuôn rơi khóc người em thương. Anh gây lầm lỗi để tình để quên dính biệt ngàn chung. Ngựa cuồng chinh quý không nào lòng hoàng quân hoàng quân. Anh Thiệt Quân ơi, bảo hành chuyện gì? Một quê anh. Một quê anh sao đã giết quê anh hơi thù thề trời không chung ta nguyện tử sanh. Sư huynh mau theo về tông trào giải quan thiên toàn gia dương tương. Sư môn không quen mẫu buồn bởi anh gieo cái tơ hồng trời cao xuôi cha nghi nàn hờn không nguôi người giúp tôi vuông tròn khi trong lòng buồn cha hôm nay đời người xa ma. Được tôi sẽ đưa anh về bái hầu tông dương. Xem tượng trắng say tông quân đầy đủ
mọi xem thứ thiên môn trân tiền, mau phá đi tan ưu phiền. Giang ta tâm mang đi chỉ mong sao muôn người liềm đời. Ta thiên thân sáng, hào nam của em khen sang, chức tông bình an khái cao huy hoàng. Một đứa, đừng nói thêm phương vô loài, trần kiếm ta lừa qua. Ta phép chỉ cần tung hoành, cho tóc ban tường quân liêu thành. Vô phương phán tán thiên môn, chắc là chúng ta lắm dồn. Nghi vũ tài kẻ gian tấn công, mẹ ơi ta làm sao thoát qua trần biển. Thiền cô nương thần kiếp hay đưa hàng long vào, và giúp ban lương chào giờ này. Hảo nam xem kìa hàng long mong giáng thương hạ tung quanh. Thưa cao ly công dân nghi đàn linh, tài dân xe tài ban dân hiến hấu tư cầm. Khái trường đàn linh phân lượng ban đại tiểu, một chung thay qua lúc làm xong lời giao kết. Khi về nước yên không kẻ tài ba, thương đầu tranh ra cường. Khắc chữ vào mặt tấn anh xem thường dân yên. Khi ra quân phu phụ đồng thề quyền, đem vinh quang về nước non mình. Viết vô diệm cho rõ tài tân ông chúa, danh đường tôn cao chư hầu đều khen. Công nương hậu tập ta thống lãnh tiền quân, đôi đầu thề trào. Tự sanh ta có nhau, công liệt xa nhau. Riêng dân của ta, riêng dân chúng ta khiếp thơ tầm. Xa chi, núi gì, có bao tài mì tới đầu chán không quạnh. Phục hạ vô nhân, sới cho thiên hương, đi tốt thâu chữ hồng. Ca màu quang xâm lăng vì ngàn mình thể công vì cõi đông tây coi ta. Trường Sa ngày nay đối đầu cùng nhau.
thành, nay rất vui mừng tương hộ cùng nhau. Đã nghe danh rồi mau tứ sức hơn à thua.
nghẹn ngào lệ tuôn rơi. Thôi hết rồi muôn đời ly cách, chứ trung quân cha già dòng thân, ngàn đời còn ghi nhớ thâm ân. Cha ơi cha có hay nơi tống bang mẹ hiền trong ngóng, phiền quốc đang dây phu đàn hết phương nào qua ngàn quân binh. Sương đêm đã tan đây nhưng dần dần tươi sáng, hồn phát địa chân gian nơi chốn âm cung vinh về phần số tôi đã trao lòng tình thâm sẽ chia tháng năm thương sầu. Chờ em theo bước chân vinh cùng chung neo đường quay về quê hương tóc vàng chờ mong. Bước đi bước theo anh tìm hướng gió chương sơn lăng điều yếu đưa ta lướt qua đường quan vùng biên không tha đời dương gia tương. Em mau tốt hơn mây về đồ cha anh ghi khắc trong tâm. Hiền quân ơi càng châu rơi đừng xa em khát thay nơi lòng nghe tan nát. Nếu xa biên thì hớt mong tương phùng về quê tôi không bể thôi là tôi đi mê hoặc châu càng rồi. Ê, để cho bà đi à. Thích đi thì cứ đi chứ ai chẳng
lên. Xin lỗi Quỳ nghe, đừng có ghen nha. Trời ơi, tưởng là mình chưa chồng quên đó. Thôi, đủ rồi. Trời ơi, hai người không có nể nang tôi xíu nào hết trơn hết trỏi. Dù sao tôi cũng là tam ca của mấy người. Tôi đứng ngay giữa hai người có mổ qua mổ lại rổ mặt tôi sao? Xin lỗi mà sao khó quá à. Thôi được rồi, đi. Đi đâu? Đi mê quạt cháu càng đi đâu. Trời ơi, cái tướng đi như vậy mà mê quạt cháu càng gì được, không biết mà. Đúng rồi, cái gái đi là phải hiểu lạ. Đi gì đó mà cứ nhắc rồi mà mê quạt. Nãy giờ là tôi đùa với hai vị đó thôi. Đây nè, sao? Coi tang đãi trổ tài nè. Nào. Trời ơi. Bữa đi còn dịu hơn em nữa. Tam ca. Trời ơi, đàn bà con gái gì mà đi thì được rồi đó. Vì sao ạ? Mà con mắt thì cà chốt kỳ lắm. Không được. Trời ơi, bởi vậy anh không có biết gì hết trơn hết trọi á. Bởi vậy mới lấy nhầm bà vợ xấu quắc nè. Trời ơi, không hiểu gì hết trơn. Biết cái đó là cái gì không? Cái gì? Cái đó người ta kêu là đá lông nheo. Đá lông nheo. Ngộ hết. Đá lại coi. Hay không? Bây giờ được rồi phải không? Được rồi. Xem tăng đại trổ tài đây nha. Chỗ nào mà đẹp ghê vậy đó? Ở đây là hồ Hoa Đăng đó. Vậy hả? Hồ Hoa Đăng đó tiểu muội. Chóng mặt quá. Cái gì vậy? Đại ca ơi, tàu ơi, muội, cái ông này ông là ai? Sao? Ông đẹp trai quá à. Em không biết ổng hả? Ổng là Tiểu Thiên Tuế. Đó là cháu càng đó. Tiểu Thiên Tuế hả? Thôi, mình đi nha, đi về đi. Đứng lại. Nàng kia, nàng đi đâu đó? Dạ, em... Dạ, em đi xem mấy cái lồng đèn. Dạ, xem mấy cái lồng đèn. Tiểu Thiên Tuế vô mời nàng vào. Đại ca ơi, tàu tàu ơi. Hả? Em sao vậy? Em sợ quá. Nè, ổng kêu vào mà không vào á là đứt đầu á. Vậy hả? Vào đi. Vào với em nghe. Bình tĩnh. Bình tĩnh ha. Dạ. Em tên là Tô Tiểu Hương. Xin ra mắt Tiểu Thiên Tuế à. Ta miễn lễ người đẹp với bình thân. Đội Hương Thiên Tuế. Người đẹp. Dạ. Nghe ta hỏi, nàng tên gọi là gì? Dạ, em đã nói rồi, em tên là Tô Tiểu Hương. Tô Tiểu Hương. Ôi. Người đẹp. Còn hai người này. Dạ. Dạ đây là đại ca và tẩu tẩu của em đó. Dạ, em là em của ảnh. Dạ không phải, dạ là chị của nó. Dạ chị. Em là anh của nó. Dạ. Như vậy hai người này là anh vợ chị vợ sao? Quân, có hai người này vào tiếp đãi anh chị vợ ta tử tế chưa? Mời ông bà theo tôi. Dạ. Bà, chút xíu nhớ nhắc đốt. Ông này kỳ quá hà. Thôi, hai vợ chồng mình đi coi đốt pháo bông. Pháo bông. Thank you.
gian để cho ấm tâm hồn, thương mẹ nồng đường tâm tên. Cho ngất ngây thiết đẹp lòng, trai anh tài sáng như nhang hồng cho thỏa lòng. Thắm cuộc tình tôi ta kết tóc tơ, vui hôm nay loan sánh đôi ngập ý thơ. Dạ, quận chúa Phi Loan xin bái kiến hoàng huynh. Uống đi trong làng. Uống mà. Dạ, quận chúa Phi Loan xin bái kiến hoàng huynh. Để em rót thêm cho chàng nghe. Rót đi. Giỏi ghê vậy đó. Dạ, quận chúa Phi Loan xin bái kiến hoàng quân. Trong làng ơi, ơi có ai tìm chàng kia? Ai ai mà lấy nhái bên tay ai? Em là quận chúa Phi Loan. Hả? Cô Út hả? Phi Loan hiền muội, em đến bao giờ? Đến từ lúc anh đang vui say trà rượu, ngửa nghiêng cười lơi lả với mỹ nhân. Hả? Anh đã vội quên đi sự mạng với phụ thân và dứt bỏ thăm ân cùng hiền muội. Phi Loan, Châu Lan ơi. Ơi, người con gái này là ai mà hung dữ quá chừng hả? Em anh đó. Mới gặp tiếp lần đầu mà trần lý hỗn hào vô lễ, làm như là muốn ăn tươi nuốt sống thằng tiếp vậy đó. Ơi, tiếp sợ quá. Nín đi. Nín đi tình nương ơi. Được, để đi cho anh. Phi Loan hiền muội. Dạ. Sự mạng anh đã làm xong. Sao? Em chớ vội lo âu, hãy về đi, để cho anh chị vui say yên tĩnh. Hoàng quân, đó nghe chưa, để cho anh chị vui say. Ngâm đi. Ai là anh, ai là chị? Hoàng quân, anh đừng nên si mê nàng quá mà sẽ lầm kế tà gian. Công an, hãy mau nghe em truyền quân sĩ đuổi nàng. Quân xảo trá chứ không phải là người vô tội. Em vốn phận hoa hèn cỏ dại, được vào nơi kim mã ngọc đường, phải giữ tròn đạo nghĩa can thường, hầu xanh nở lửa hương cho điện hạ. Em thấy không? Nên tôi nào dám đâu đèo dõi cao, bởi ai thương phận hồng khi lòng ân, lý nào kề khó khăn chia đôi ân tình. Nếu cô không thuận lòng giờ em cáo lui à. Nàng đừng bỏ đi, khiến ta nhớ quán quân ở đây trong giả buồn hiểu lầm nhau. Bông tùng xin chớ che em luôn bên cha, ước mong duyên nợ mình bền thắm giao. Hoàng quân, quốc phá gia vong vì nhan sắc, thân bại anh hùng bởi mỹ nhân. Ngày xưa bao nhiêu kẻ thiệt thân, xin nghe mũi phân trần sao trước. Thương dương đành mất ngồi vì mỹ nhân, bởi tô nương long hành ngai vàng sang. Lý nào quân văn phòng hương xưa còn, pha ngô ban ân tình bơi
tình. Anh tức lòng mình, em trắng còn xanh. Hoàng Quân đi ra, đi ra. Hoàng Quân, Hoàng Quân. Giang xin anh nói giùm nghe em, ta vào quý kế đời anh không còn. Bản báo không cần cho lắm lời khuyên. Hoàng Quân về đi. Phần số đã đành rồi, em xin tự tả lui chân. Tiếp thương Châu Lan cho nên tiếp mới nhường nhịn đó nha không. Ừ. Chứ gái nhà quê cũng đủ đầy võ nghệ kiếm cung như chứ bộ. Gái ở dưới quê mà cũng có võ nữa. Chớ sao, phải có võ chứ. Mỹ nhân ơi. Dạ. Mà nàng ở dưới quê thường dùng binh khí nào? Dạ em thường dùng kiếm. Dùng kiếm à? Dạ. Hay không? Cũng thường thôi à. Thôi được, nàng nếu mà nàng sơ sót anh đây ký lại. Dạ. Quân đâu? Dạ. Song kiếm. Bọn anh hùng kêu anh quen. Phải. Như vậy là chúng bay đã tới số rồi. Hãy xem tài sức cháu càng. Lư Thương báo linh ở đâu? Em tôi dấn thân bế dâu, chi hùng thương nước dân đau sầu. Dầu cho đời tan ta quyết không tan đường đời gian nan. Ôi mừng vui báo linh đang chờ tìm vào ta. Vì ông là người không khói óc chẳng lương tri. Bao kẻ khinh khi đủ mạc vô nghị, thì lưu liếm nữa mà chi. Không thành hy có chớp, muôn đời tôi oán hận ông.
căm hờn. Gió huynh hãy nghe chớ buông lời trách mắng, hoàng giả sơn tuyên thệ tuyệt mạng bởi Như Lân, em đã trọn rồi gió huynh ở lại không để em về chung. Cho tình huynh đệ đã chia đôi, khóc đời tôi sai lối bồi dông thề. Vì mang nặng ơn sâu em không thể quay về, còn nghĩa nhân những ê chề vì mất bạn. Quy vũ phán ban thuyền các đoạn một tình tâm, xem như thể tuột ra thủ cốt đậm ngàn năm. Giờ đây để nuốt lệ âm thầm nhìn cầu huynh qua tháp. Không để, không để trả lại thuở cơ hàng sớm cháo chiều sao nhưng toàn vẹn ba người. Em hiểu ra muôn màng hàm gấm nhung son vàng, từ nay đành chia ly thì còn mong chi. Công hầu đây đưa kẻ ban ơn sâu, ân sâu dương gia vuông tròn, tình tâm đã sai lầm nhau, từ nay thương đau không còn. Mồ quan có em kề anh. Lòng nghi ngại nan tuân mau bài giải ân tình, Khổng huynh đã vô phần vì danh lợi đua chen. Võ huynh hãy theo em về nơi hoàng sơn già, xóa chuyện công khanh quên đi, hàng dương ta để khi phủi tay rồi là căng nợ phù sinh. Sẽ theo em về hoàng sơn già, tuy mất một mà còn hai, ông vẫn xem là ba đứa. Một năm một
thay cho Khổng Thành Phi. Khổng Đệ ơi, chúng ta sẽ ra đi, tròn ước thề ngày xưa nơi Hoàng Sơn dạ. Phương Quynh, hồn em cũng theo theo bước chân anh thâm tình nào rơi. Nhìn em lệ rơi ai thấu cho chẳng biết sau ngàn đời. Ngày xưa giao ước dù buồn đau đành lìa nhau rồi giờ đây thấy em đang liềm thay. Hồng Quân ơi tha lỗi lầm vì em gây bao oán hờn. Giàu sang quy danh chẳng mang Hoàng Sơn giá bên nhau. Thương thân anh đẫm máu lệ đau chân đoàn tình thân mờ lòng nhân để anh xa trần gian. Trời cao định phân em chưa bi thương ngăn sầu đoạn trường. Cùng anh dời chân nơi chốn quê xưa kim băng trùng phùng. Vào ba đứa ngày hồi quy buồn tư ly. Giờ còn ai không huynh nơi chờ tôi đang với bài hát giết tôi.
rồi đi. Mình tôi cam chết à, quê anh vô tình. Trăm sự là vui chờ chiến rơi đầu. Thánh Chúa lên truyền tráng mạng quê anh. Anh mừng Thánh Chúa. Bao khanh và dưỡng gia khỏi phải tranh luận, trẫm đã suy nghĩ kỹ rồi. Dương tướng quân và Dương phu nhân, dạ, hai người cứ về chính phủ đi, chờ trẫm có quyết định sau cùng. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng, tâu hoàng thượng. Khởi giá hồi cung. Mộc quế anh, thôi nàng đừng nữa biển nữa, chỉ là lưu luyến kẻ ở người đi. Thiệt đi, lòng nghe nhói đau từng cơn, làm sao đây cho chức ngư không liền. Thánh vương lên truyền, người đại anh đi, dùng biên giới ngang nguy hiểm tất gian kề bên. Quê anh yên lòng, đừng sau chia phôi để trên mi lệ. Thương nhau đêm về mình trong mơ, bên nhau ta hàng quyên. Còn đâu nói câu trung quan, người đi để nhớ cho hiền thề. Sống trên dương trần, cho đời hợp tan là do duyên số. Nhìn chúng hiếu tâm luôn sạch trong, qua khổ nguy ta tương cùng. Cầu trời dương lan nơi chốn xa luôn bình. Còn hổ mặt đấng rộng tên thang, mà khắp chốn rền gian rạng rỡ tiếng anh hùng. Chiến trận sông pha sanh tử xem thường, chỉ làm trái dặm ngàn cha ngựa. Kéo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mau, nơi trận hổ hình giàu nguy hiểm gian lao. Nay có lĩnh thiên tử Dương Tư Bảo, này phải đi tránh nhầm nuôi lấp sông ngăn. Ta nào kiếp sợ trung nghĩa một lòng, vạn thiên soi thông.
lời sàm câu của đứa gian thần mà chương lan mê mang vào cánh khô. Quê anh ơi, nàng nên biết rằng đánh chúa sau lưng là đại nghịch bất trung, tội chết vẫn chưa vừa. Nay hoàng thượng bao dung ơn ấy sâu dày, tuy bị đài ra cẩn hổ hình nhất sanh phật tử, nhưng tam tộc an toàn còn vui sướng nào hơn. Dương Lan ơi, chàng xa đi bảo trọng lấy thân, thiếp tự cửa ngày đêm trong tinh nhàn, từ đây đến năm căn sầu lẻ vàng, thiếp luôn nguyện cầu cho vua tướng bình an. Phu nhân rừng núi trăm trùng không ai tin lừa, hắn quân đoàn đành ban thuyền chẳng dừa. Không nên sầu tư lương, kêu than làm đau thương. Hôm nay đôi mình chia xa, mai sau cùng sánh vai ta về đây hết rồi chia ly. Xa lòng không thương trông, mất quanh trong cô ngang dòng. Phải xa rồi hãy vui cười chớ nên buồn. Lệ buồn thương rơi để anh dời chân, ta từ phù lang tiếp quay về đây. Dân vua quân hải an lòng, mãi mãi là vợ hiền dâu hảo. Tạm biệt hiền thế phu lang, tạm biệt phu